Hello mọi người, mình đã trở lại với một chiếc vlog đi đến Paris. Và lần này mọi người cùng mình đi xem chợ châu Á ở Pháp có bán những gì nha. Quận 13 ở Paris nổi tiếng với khu phố tàu. Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời khi bạn đang tìm kiếm các món ăn Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và lần này chợ bọn mình đến là Tonquay, rất nổi tiếng ở Pháp. Ở đây bán chủ yếu là rau, thịt, gạo, hoa quả, mì tôm, bún khô và rất nhiều đồ ăn châu Á đến từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc. Bọn mình đi chợ vào dịp gần Tết thì có bán cả bánh chưng, bánh tét, dưa cà muối và các loại giò chả. Ở ngoài rau củ thì có cải thảo, đu đủ, cải ngọt và các loại rau thơm. Hoa quả thì có măng cụt, nhãn, thanh long, mãng cầu, sầu riêng. Tùy vào từng mùa thì sẽ có rất nhiều loại rau củ quả khác nhau. Đồ ăn chế biến sẵn thì có nem, chè và các loại bánh. Có rất nhiều đồ để trang trí nhà cho dịp Tết nè. Nhắc đến mùa xuân thì phải có hoa, thì ở đây có nụ dầm xuân nè, hoa mai, hoa đào, quất và các loại hoa khác nữa. Quận 13 ở Paris chẳng khác nào một châu Á thu nhỏ giữa kinh đô ánh sáng hoa lệ. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tiếng Việt ở khắp mọi nơi. Dạo quanh con phố, không thể bỏ qua những món ăn đặc sản mang đậm hương vị quê hương Việt Nam như bánh mì, phở, bún bò Huế. Ở đây cái gì cũng có và đặc biệt được hòa mình vào cảnh nhộn nhịp khi đi chợ Tết nữa chứ. Nếu mọi người có dịp đến Paris thì đừng bỏ lỡ địa điểm văn hóa ẩm thực này nhé. Đặc biệt là không khí nhộn nhịp ở những ngày cận Tết sẽ mang lại cho mọi người cảm giác tìm được hương vị Tết ở quê nhà đó nha. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.